Hôm nay đi ra sau nhà cái cây thì mấy nhớ tới cái hộp này nè. Cái hộp này mỗi lần á ở nhà nhỏ gái nó mua cái bí về nó gọt ra đó, nó nấu á, xong rồi cái nó bỏ hết hộp với lại giỏ vô cái hộp này. Cái mình thấy cái hộp này vậy thôi, mình đem ra ngoài để chôn xuống đất cho con trùng nó ăn, vôm nó ăn. Thì chắc cũng là mấy tuần lễ rồi đó, đâu có để ý đâu. Bữa nay mới đào lên thử coi nó ra làm sao. Thì thấy bất ngờ quá, những cái hộp á nó nảy mầm hết trơn. À, có nhiều khi mình cố tình mình trồng á thì nó không lên, mà cái này mình đâu cố tình trồng đến để cho con vôm nó ăn. Thì mình mới thấy á, là cái hộp nó nảy mầm hết trơn rồi. Nhà tao có nhiều đất để mà trồng đâu. Cái này là bí mà, nó cần có đất leo đồ dữ lắm á. Giờ tính sao bây giờ, đây nảy mầm hết trơn, bỏ uổng quá. Giờ mình lượm lại ha, mình lượm lại. Ô cái nè, mình lượm lại mấy cái hộp để nó nảy mầm ha. Hơi dơ tay á, nhưng mà nè coi nè. Trời ơi, cái này vậy hả? Mấy người làm vườn người ta quý muốn chết, người ta khó khăn lắm mới nảy mầm. Còn này mình không có cố tình thì nó nảy mầm vậy nè. Thôi bây giờ mình lượm mình để trở vô cái hộp, rồi mình đi vòng vòng mình kiếm coi có chỗ nào có đủ đất để mình trồng nó xuống không ha. Ok vậy đi, bye. Rồi, cầm lên một hộp cho thử cho coi thấy nè, dễ sợ không. Có khi thì mình muốn cho nó mọc không chết á thì nó không mọc đâu. Coi nè, coi nè, đâu có muốn đâu, giờ mọc rồi. Ok vậy đó nha, bye bye. Làm vườn bất đắc dĩ lắm, bye.